cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục nghìn USD định rửa tiền bẩn thì bị bắt quả tang. Công an ở thành phố Sài Gòn ngày 13 tháng 10 đã bắt Daniel mang quốc tịch Nigeria để điều tra về hành vi rửa tiền. Và chiều hôm trước, cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Cao, quận Nhất bắt quả tang Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn. Bà này nói không biết gì, chỉ làm theo lời chồng sắp cưới đó là William nhờ rút tiền họ và đưa cho Daniel. Bà Nguyễn là khai quen với William qua mạng xã hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ tình với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới. Bạn trai ngoại quốc nhờ tài khoản bà Hân để nhận số tiền làm ăn lớn. William đã chuyển 2 lần, tổng cộng hơn là 100.000 USD. Nó là bận việc chưa qua Việt Nam được, ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy. Vài ngày trước, bà Nguyễn rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút là 1,2 tỷ đồng đưa cho anh thì cảnh sát phát hiện. Còn Daniel quen với William đang sống ở Campuchia đã được ông ta nhờ lấy tiền, nhận công là 200 USD. Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn do nhóm lừa đảo ngoài nước lừa công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang. Chúng dùng thủ đoạn giả danh công ty này đòi tiền đối tác làm ăn và thay tài khoản nhận tiền bằng số của bà Nguyễn. Daniel đã dù biết đây là tiền phạm tội nhưng vẫn nhận để hưởng tiền công. Hành vi này có dấu hiệu của tội rửa tiền, quy định tại Điều 251 Bộ Luật Hình Sự. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án. Ông Phước chạy thoát kịp thời khỏi bị chết cháy là nhờ có sự báo động của chú chó Kê nuôi suốt 12 năm qua vì càng sủa dữ dội, cào cấu liên tục, khiến ông Phước bật dậy định ra mắng nó một trận. Nhưng thấy ngọn lửa từ đám cháy rừng đã bao trùm nửa căn nhà ở Bắc California. Sao con cứ làm phiền ba hoài vậy? Để cho ba ngủ đi. Ông Nguyễn Công Phước nằm trên giường mắng con chó Khi, khi nó liên tục cào cửa phòng ngủ lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 10. Đến 3 giờ sáng, con chó giống Chihuahua ông nuôi suốt 12 năm qua càng sủa dữ dội, cào cấu liên tục. Tìm cách mở cửa khiến ông Phước bật dậy định ra mắng nó một trận. Khi mở cửa phòng ngủ ra thì lửa đã cháy một phần nửa phòng khách của tôi rồi. Đó, khói mù mịt, tôi không thở được nữa, ông Phước kể lại. Mình trần ông lao ra ngoài mà không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Tôi ra khỏi nhà xung quanh toàn là lửa, ông Phước nói. Ông định quay vào nhà lấy ví và giấy tờ quan trọng nhưng bị người hàng xóm ngăn lại. Anh mà vào là chết, phòng khách sau đó đổ sập. Tọa lạc trên một ngọn đồi rộng 12 hecta giữa những vạt rừng ở Fountain Road gần thành phố Santa Rosa. Biệt thự 4 phòng ngủ của ông Nguyễn Công Phước có giá hơn là 1 triệu USD. Nhưng chỉ sau vài giờ, biệt thự của nhà kinh doanh bất động sản về hưu này đã hóa tro tàn. Hai chiếc xe bị kẹt trong gara không mở được cửa nhưng ông may mắn là còn chiếc xe bán tải đậu ngoài cửa. Lái xe thoát khỏi đám cháy xuống đồi, ông chứng kiến là 5 cây sồi trên 100 tuổi trong vườn bị thiêu trụi chỉ trong vòng 5 giờ 5 phút đồng hồ. Những con nai hàng ngày ông vẫn ra thăm nay hoảng loạn chạy băng qua rừng. Ông Phước, 67 tuổi, sống tại khu đồi này đã 20 năm. Vợ ông mất cách đây 12 năm, còn hai con đi làm ở thành phố Chicago. Ông chỉ con chó Khi làm bầu bạn. Nếu không có con chó thì tôi đã ra cho rồi, ông nói và kể về cặp vợ chồng bạn ông mới chết trong nhà vì cháy rừng. Khi đưa chó Khi ra ánh sáng, ông mới phát hiện ra nó bị mù một mắt do tàn lửa bay vào. Ông đang tính chừng nào yên ổn đi phẫu thuật cho chó Khi. Ông Phước kể con chó rất tinh khôn, biết dự báo trời sắp mưa bằng cách là kêu ăn ngẳng cào cào trên sân. Nhà tôi bây giờ không còn gì hết, ông Phước nói khi đang tá túc tại trung tâm của nhà thờ Công giáo. Tuy nhiên, thời gian này ông rất thoải mái, không phải lo nghĩ gì, bởi công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm xây cho ông một căn nhà mới trên nền đất căn nhà cũ. Ông Phước đã từng đóng bảo hiểm nhà trị giá là 500.000 USD. Công ty bảo hiểm mới đã ký ngay cho ông một tấm séc là 5.000 USD để chi tiêu, đồng thời đang tìm nhà cho ông ở tạm cho tới khi xây xong nhà mới. Số người chết tại Bắc California do cháy rừng đã lên tới 31 người, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích. 3.500 tòa nhà bị phá hủy, đây là thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của bang. Tại Fountain Row, nơi ông Phước sống là ít nhất 500 nhà bị phá hủy, theo Press Demo Rate.
Hơn 8.000 lính cứu hỏa và lực lượng hỗ trợ đang chống chọi với đám cháy. Chúng ta còn lâu mới kết thúc được tai họa này, Giám đốc Cơ quan Quản lý Phòng chống cháy rừng California nói là theo CNN, lửa vẫn cháy một cách thất thường vào hôm ngày 12 tháng 10, ông cho biết như vậy. California vừa qua đã xảy ra một trận cháy vô cùng khủng khiếp. 31 người đã chết và hàng trăm người mất tích. Một gia đình Việt kể lại đã mất nhà và phải bắt đầu lại từ con số 0, như là hồi thuyền nhân mới sang Mỹ. Một chút hoa tươi đã nổi bật trên một thảm cảnh ảm đạm vào ngày thứ năm tại một nơi từng là nhà của cụ ông 100 tuổi và bà cụ bà Sarah 98 tuổi ở gần thành phố Napa. Con của họ, ông Mike mặc áo đỏ đã đến đặt hoa phúng điếu tại nơi ông tìm thấy xác cha. Cặp vợ chồng lớn tuổi này là hai trong số một người thiệt mạng trong các trận cháy ở Bắc California. Hàng trăm người còn mất tích trong cơn hỏa hoạn được xem là gây thiệt mạng nhiều nhất trong 80 năm tại California. Vào đầu tuần này, một trận cháy đã tràn qua hàng trăm căn nhà ở vùng ngoại ô thuộc thành phố Santa Rosa. Trong rất nhiều nạn nhân bị lửa đốt mất nhà có người gốc Việt. Thành phố này là nơi bị lửa tàn phá nặng nhất, nhiều địa phương khác cũng đang bắt đầu thẩm định tầm mức thiệt hại. Trong ngày thứ năm, chức trách cho biết là số tử vong đã lên tới 31 người. Trong một đợt bão lửa bùng lên khắp miền Bắc của California, đây là đợt cháy gây thiệt mạng nhiều nhất trong hơn 50 năm tại tiểu bang thường bị cháy lớn vào mỗi năm. Tổng số diện tích bị đốt cháy đen đã lên tới 190.000 mẫu. Hạt Sonoma nằm về phía Bắc của San Francisco là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Hạt này đã có ít nhất là 17 người thiệt mạng và khoảng 400 người còn mất tích. Tại thành phố Santa Rosa không thôi, gần là 3.000 căn nhà đã bị thần hỏa tiêu diệt. Với lửa còn đang cháy ở vài nơi, cảnh sát trưởng Robert của hạt Sonoma cho biết lực lượng cảnh sát đang làm một công tác rất là ảm đạm, đó là đi tìm những xác chết ở nơi lửa đã đi qua. Ông nói trong cuộc họp báo vào trưa thứ năm rằng những tử thi được tìm thấy trong những tình trạng khác nhau. Ông cho biết, tôi đã tìm thấy những người với xác còn nguyên vẹn và chúng tôi cũng tìm thấy những người chỉ còn tro và xương. Trong những tử thi được nhận diện và được công bố chính thức, không có người nào mang tên Việt Nam. Tuy vậy, trong số những người bị mất hết nhà cửa cũng có người gốc Việt tại Santa Rosa. Thành phố này nằm cách San Francisco 1 giờ lái xe. Một khu gia cư lớn với hàng trăm căn nhà Santa Rosa nay chỉ còn là bãi tro tàn. Copy Park là một trong vô số khu phố ở miền Bắc California, nơi được xem là cái nôi của ngành sản xuất rượu vang vì những trận cháy rừng tàn phá. Đám cháy bùng lên không kiểm soát nổi vì gió mạnh và thời tiết khô nóng. Tính đến chiều ngày thứ năm thì có ít nhất 29 người đã thiệt mạng và hơn 20.000 người buộc phải di tản tới nơi an toàn. Trận cháy rừng hôm thứ hai được xem là một trong những trận cháy gây thiệt hại nặng nề nhất tại một tiểu bang bị cháy rừng vào mỗi năm. Ngọn lửa hung dữ lan khắp những ngọn đồi chung quanh thành phố Glen Allen của Sonoma County. Khách sạn Hilton nằm cách Coffee Park khoảng là một dặm bị phá hủy. Khu nhà mobile home dành cho người hưu trí có tên là Journey Inn cũng chung số phận. Đó là hai trong số hơn 2.000 cấu trúc nhà ở mà chính quyền địa phương cho biết đã bị đám cháy rừng phá hủy. Bằng chứng về cường độ của đám cháy hiện diện khắp mọi nơi trong Coffee Park mà các cư dân mô tả là giống hệt cảnh của ngày tận thế. Kim loại trên xe hơi nóng chảy và tan ra như những dòng sông thủy ngân trước khi cứng lại. Một đống chai lọ nóng chảy quyện với nhau thành một mớ rối rắm, giống hệt là một bức tranh lập thể của Picasso. Các thùng rác bằng nhựa biến mất, chỉ còn là những vết bẩn loang lổ trên vỉa hè. Những người hàng xóm mô tả về Coffee Park là một phần nhỏ của giấc mơ Mỹ. Nơi đây phản ánh sự đa dạng sắc tộc của tiểu bang, với sự kết hợp giữa người gốc Latin, người Việt Nam, người Phi Luật Tân, người Ấn Độ và người da trắng, sống trong một mê cung của những khu nhà vuông vức gọn gàng chung quanh công viên. Cư dân ở nơi đây là tài xế xe bus, nhân viên công ty bảo hiểm, nhân viên các tiệm bán lẻ và người về hưu. Anh Ken Bichon là một viên quản lý của Verizon trong khu vực, nói với The New York Times rằng, chúng tôi là một tập hợp nhiều sắc tộc, mọi người sống hòa thuận và cuộc sống rất là an toàn. Ken Bichon mô tả cảnh hỗn loạn vào rạng sáng thứ hai khi xe cảnh sát chạy ngang khu phố với tiếng còi hụ và bật đèn sáng chói. Loa phóng thanh
Vạn volume hết cỡ kêu gọi cư dân di tản khẩn cấp. Chúng tôi chỉ có nửa giờ đồng hồ để mang đi những món đồ đạc cần thiết. Vào chiều ngày hôm đó, Ken Vichen đã đội chiếc mũ gắn đèn pha khi mò mẫm bước đi trên những đống tro tàn của ngôi nhà. Mẹ anh, bà Mai Liên dùng chiếc điện thoại iPhone để chiếu qua FaceTime cho bạn bè của bà có thể nhìn thấy cảnh tượng hỏa hoạn trên. Khóc nức nở và nói với phóng viên của NY Times là chúng tôi là những thuyền nhân Việt Nam, tới đây với hai bàn tay trắng, lập nghiệp tại đây từ con số 0. Giờ đây chúng tôi phải khởi đầu một lần nữa. Khi hoàng hôn buông xuống Coffee Park, nhiều ngôi nhà vẫn còn âm ỉ khói, nhiều ống nước trồi lên khỏi mặt đất, nước vẫn còn chảy ra. Nhiều ngọn lửa vẫn lập lòe tại những đường gas bị ngắt kết nối ở nhiều ngôi nhà, đồ gia dụng bị biến dạng tới mức không ai rõ chúng từng là vật gì ở trong nhà. Những người hàng xóm cũng trong tình cảnh giống như là bà Mai Liên và anh Ken Vichen. Và Liên nói vào ngày thứ hai hôm đó, ngày mai tôi sẽ mở cửa hàng để giữ cho đầu óc và tay chân bận rộn. Tôi không muốn nghĩ đến điều này nữa. Sống ở California 8 năm qua, Ngọc Lý chỉ thấy hình ảnh cháy rừng qua TV. Cô không ngờ là có ngày phải sơ tán khỏi nhà trong vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử của bang. Vào nửa đêm ngày Chủ nhật ngày 8 tháng 10, Ngọc Lý, một nữ sinh của tựa trường Santa Rosa Junior College, đang chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy mùi cháy khét. Cô xuống nhà kiểm tra điện, kiểm tra gas xem là có nổ gì hay không rồi mở cửa sổ. Thấy ngoài đường hơi khói, gió thì mạnh dữ dội như là bão vậy. Khoảng vào 2 giờ sáng, cả nhà nhận được cuộc gọi từ mợ thì báo rằng lấy đồ ra khỏi nhà đi, cháy tới nơi rồi. Lý kể lại, cả nhà khi đó vẫn đang say ngủ. Nhà của mợ Thùy, cậu Tuấn được cảnh sát gõ cửa đề nghị di tản ngay lập tức. Gia đình của Lý gồm có 5 người, cách nhà cậu mợ chưa đầy phút 10 phút lái xe. Khoảng 30 người bao gồm 5 gia đình chị em của mẹ Lý sống quay quẩn tại thành phố Santa Rosa thuộc quận Sonoma ở Bắc California. Cô gái gọi cả nhà dậy gom giấy tờ tiền bạc rồi lên xe phóng đi. Thứ duy nhất tôi vơ đi đó là điện thoại, laptop và ví tiền, không kịp mang thêm bộ quần áo. Ai cũng mặc đồ ngủ, cô kể lại. Ngoài đường gần như là kẹt cứng, gia đình ghé vào trạm xăng thì cây xăng đóng cửa. Họ phải lái xe lên hướng Nam khoảng 10 phút nữa mới có cây xăng đang hoạt động. Nhưng đến nơi, người xếp hàng mua xăng đông nghịt. Khi lái xe về phía an toàn, các gia đình họp lại và quyết định đi thẳng tới thành phố San Jose, cách đó khoảng 140 km về phía Nam. Đến San Jose, họ nghe tin là khu Copley Park, Santa Rosa, nơi tập trung hàng trăm ngôi nhà, trong đó có nhà của mợ Thủy, cậu Tuấn, đã bị cháy rụi. Trên báo Mỹ, nhiều nhân chứng ví cảnh tượng như là vùng chiến sự, một vụ nổ bom. Khu nhà Lý và các gia đình khác đều phải sơ tán khẩn cấp và bị phong tỏa, nhưng cảnh sát Santa Rosa vẫn liên tục cập nhật thông tin về cháy rừng qua tin nhắn cho các gia đình. Cháy rừng đã bao trùm hơn 45.500 hectare, và làm ít nhất 23 người thiệt mạng, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Quận Napa và Sonoma, trung tâm rượu nho của bang California, bị tàn phá đặc biệt nặng nề. Nền công nghiệp rượu nho năm ngoái đóng góp cho kinh tế của bang California tới 58 tỷ USD. Và đến tối ngày 11 tháng 10, vẫn còn ít nhất là 285 người mất tích tại quận Sonoma. Theo tính toán của riêng Lý, người sống ở Santa Rosa 8 năm trời, nhà của khoảng 20 người gốc Việt bị cháy rụi trong cộng đồng công giáo của nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam mà Lý là thành viên, có khoảng 10 người chịu cảnh cháy nhà. Con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Giới chức chưa tìm ra nguyên nhân cháy rừng ở Santa Rosa, nhưng điều kiện khô, nóng, gió mạnh với vận tốc hơn 80 km/h có thể làm lửa lan rộng rất là nhanh. Cháy rừng còn phát thải khói và tro độc hại, làm cản trở cuộc sống thường nhật. Do gió lớn, khói nhanh chóng lan tới các khu vực lân cận. Lê Quang Đức, 47 tuổi, sống tại San Jose cho biết là ngày thường trời rất là quang đãng trong xanh. Nhưng hôm ngày 11 tháng 10 thì khói mù bao trùm che hết tầm nhìn, gây khó chịu đến nỗi anh phải đi ô tô thay vì đi bộ đến siêu thị ngay gần nhà. Chỗ làm gần đám cháy hơn nên còn thê thảm hơn. Mùi khói tràn vào luôn hệ thống thông gió văn phòng, mắt cay, mũi ngứa suốt ngày, anh cho biết. Giới chức Mỹ cho rằng đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử của bang California. Cả miền Bắc và miền Nam đều đồng thời chịu thiệt hại.
Tại quận Cam ở Nam California, hơn 5.000 nhà phải sơ tán vì cháy rừng ở khu vực Anaheim. Lửa lan khắp 3.035 hecta, phá hủy 14 công trình và làm hư hại 22 công trình khác. Không có người thiệt mạng. Hồ Hoàng Nam Thi, 58 tuổi, là giám đốc kinh doanh ngân hàng, sống ở thành phố Anaheim, cách vùng đồi núi Anaheim Hills bị cháy chỉ khoảng 5 km. Từ nhà, ông Thi có thể thấy khói lửa bốc lên, mây mù bụi đỏ màu lửa. Nhà tôi cách xa thế mà bụi tro xám đen, bụi than từ lửa đầy sân, đầy nóc nhà của tôi, ông cho biết. Thêm rằng lính cứu hỏa còn đến nhà ông để phát khẩu trang. Nhiều người Việt chứng kiến hiện tượng khói cho bụi lạ đã quay video, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Sống gần khu Lido Sài Gòn ở quận Cam, Vũ Hoàng Lân, người sáng lập và điều hành trang tin phố Bonsa TV, mô tả ánh sáng mặt trời mờ đi, vàng quạch khi khói và tro theo gió thổi bay qua bầu trời. Xe cộ, nhà cửa, vườn tược sau đó phải dọn dẹp, lau rửa lại. Nhưng người dân khu này không lo lắng do ở xa vùng cháy. Các trường tiểu học, trung học trong vùng cẩn thận gửi email thông báo về cho phụ huynh. Họ cho học sinh ở trong phòng, không ra ngoài trời. Các giờ học thể thao đều bị hủy để cho học sinh không phải ra ngoài, hít phải bụi và tro. Dù là nhà không bị cháy, gia đình Lý vẫn đang cảm thấy hoang mang và lo lắng. Họ không biết là sẽ phải sơ tán ở San Jose đến khi nào. Trong khi việc làm, việc học tập bị đình trệ, nhà cô có nhiều người ốm yếu, chưa thể trở về sống trong bầu không khí khói bụi độc hại. Cũng nhiều cái lo lắm, nhưng mà trước mắt là gia đình phải ở cạnh nhau, Lý chia sẻ. Nhà cậu mợ cô không kịp thu gom tiền bạc và giấy tờ trước khi sơ tán. Lúc họ trở về tìm két sắt thì mọi thứ bị thiêu rụi. Lý đang kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp tiền cho cậu mợ trong hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cháy có thể được đền bù bảo hiểm, nhưng tiền bạc giấy tờ thì không bảo hiểm được, coi như là mất trắng, cô nói như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.